สวย พลางพลึงคลังคลังไปเด้ đã sân đấy sao mà ồ đã cô lên sân đấy đã chô đấy này chanti đi bao ham ăn cái lô này bớt đấy nhom chó này hay bớt đạm bớt chân tịt phải khắc co tới chú bớt ấy có sao mà lấy nhom đã khới nhỉ này bớt chanti miền bắc trắng viên mình vì mình chuộng bờ lọ hả? Ô, bà hài thì nhầm cào tế bài bờ tới đấy. Bờ tha ao chanti nó yên smooth. Ơi thôi ao chanti yên smooth thế này mình úp. Thôi phừng. Phừng cái cả đà mà này. Ôi dùng tha bà hài về bài hạt khóc này. Đây, tiền là smooth bài của chanti tính không? Trời, hơi sệt tầm bờ. Chanti nó nguy hiểm sự tắc bế với bài bị chuột vào lỡ đôi dòm vợ nâng từ thừa bị cầm máy nữa à nương mọi nâng khi ông pay tha khai về miền chuẩn vợ trời đại sao đại thừa ấy đọc về lời nâng vợ nâng bị sụt đó bị đồ bòn chân tới lời nâng vợ nâng bị chuột chanti nương này bị can là sụt đấy hay ní đặt lương bẹ cả đá hay cô là hôm ô anh đi cô yêu lần phơi đạm máu mà anh chẳng đăng thay màn máu đặng lá máu lên mới mấy bài cô đọc một tí nữa đặng lá máu bờ nhom quấn vị thi để nhom thưa nó nhom vô với tạ ăn phiệt ra nhom ăn nó ọt miên đạm bờ đại vậy hồ chăn ti nó bị phai mới nữa hay anh ấy quật hà này cứ chia vị thi để cái linh chăn ti linh sẽ đẩy đây anh chẳng nơi sọc máy bà chim bờ cái đáy nó ngay bị thua oi bị sập á hay chăn ti chai á bờ sân chìa dương tục vi là khéo á tục vi cái lại cái đáy nó á tục rùa hàng thôm khlen hay chừng cam bên sạt ấy xì tiệt ta đây cái lại nơi cản đá bên sạt ấy bàn tay bị thôm khlen được khôi mấy đầu bên chân tới nó pe đài quạt do chăn ti mau bị dọc mai nó trong đại vi châu không tu cọp này có hay nó pe đài chọn nhám nó vô bị chèn đong mà cái đạp bị đáy rồi tới ăn việc và hai chấm phần tí nắng là mò mỏng ăn miên lau cho cái thà qua mà sạch ngàn mỏng anh ấy ba em ta đấy cứ chia cầm đất mày linh chanti cho mối nâng bờ ta đấy cứ chia vị thi bồ rán ấy em ta nè lấy chăn tí chắp đam ở lớp ở lồng hói vì ăn miên chậm bờ lấy thế đại sa chăn tí vì smooth đó hay bờ nắng ở lấy go pro đài pro từ hiện cầm mỡ lấy khi ông vô lại ông vô tha hạt ấy bàn chăn tí nắng kề linh bài nắng á tại sao bờ nắng bị cái đài đào pe bờ nắng cái đài tới vì thôi ao chăn tí nắng vì pro smart kia chiếm xét nó pe đài linh chăn tí trao nữa bờ sân này dương linh tịch tịch ấy đôi nhau mà cái đạp đầy vì cái đạp đầy ấy trong anh đạm vào ấy tại đấy đại sao bị chởn chấn hay bờ nâng vi được thao bị cái đai chuột nâng chăn ti nâng chia lẹ cái nạt chấm ấn mà dạng đại mà chắc là pa không thà pe cái linh chăn ti linh sẽ đẩy đây mà nó cái đạp mặc tia thâu một tới đạm bờ chởn mình té nữa lấy vô này lấy khi ông vô hạt ấy bạn cái thua chẳng ấy. Được chứ nè. from home cứ chỉ ca sắc sao ở ngày này bà sân là dương trăng trẻ bà sân chỉ ăn miếng chấm nấu khang thưa mà hộp thưa ấy nướng ở đây chả bảo mày ca bị khiêm nơi tối chứ ở đây chả bảo sao hướng thưa mà hộp ấy nướng cam tại nhám nữa ăn miếng đây thưa ấy khổ đò về miền của xa tới trời tại thưa ở hiền thưa trong mịch bàn nhảm này bận tua về mà phải ti cào một đồ bò vào đây du mong nè mà phải pram một tí hoặc là hôm canh xa đây bằng ổn mấy nấm khương bẹt cả đá linh bia chật xàm sập một tí đọt bẹt lấy linh bia hai gì đập một tí tiết nơi nông khương tịch tịch linh cho linh lắng lòi lông mèo chỉ chẹo với tớ lụa mơ thì mở bờ trắng mình đừng chúng ta suối ấy đó đôi suối tớ bảo lò bờ chẽ chúng ta chặn suối nhanh nhở chiết đó ngắn chiết ngâm tham phải gì bán ấy mấy bao mơ cái hôm ấy nè lấy ngôi gì ta linh phượng không phượng bạc đá nắng lá màu hả ở đây đọc về phong mà cho chị tới quay ta đo cho chị đọc về bên đây cái đá giống cái tôn này mình tham linh nguyên là không phồng tịnh nhưng mà hai chị phải một tí ấy chiên tiết bán này nè linh là không phồng lịch bay nó đập một tí than bờ lớn nó ố lợi qua cả hôm sáng đó nè mình tham bán này bà bán này là cả hôm mày thực ra linh phồng bẹt cả đá nó cả là màu phồng lịch bay đập một tí than bờ lớn bàn mồm nè đã màu mới nhá, ó nhưng tha bá này, tha plumber này, bớt đó, nè, đó nhưng suối rồi suối, nè, plumber chẹt thì mặt đằng, suối chẹt, ban đại bọ, bán này, lớn bà khi ông còn tha thử chạm với chôn chén hay dương nè dòm bờ lưng chén đã xàm bờ lưng dương ngọt trời cà nhằm mệt tỉ chạm với chén ông bố mà mơ chăn tì linh cho mùi bờ lời nâng chạm vào việc chạ tịch hay nhôm đằng lụa mờ lụa tha với suối hay triệt mệt tôi cho chạ ấy chăn tì là lụa môn tịch sẵn tha với suối mệt Xui hơi vì thế lên chẳng tin đấy hết lôi mong nhưng mà đằng sau này cứ chỉ tạt tịch bạc bạc nhom tuyệt hời lên chẳng tin chỉ muối nâng ẩm bờ nhưng mà đằng sau nó bạch đạm bờ mà ấy lấy bà sao do chẳng tin từ liền rồi tới việc sao tịch tịch á đọc bây giờ đã lên muối bờ tới chăn tì nắng việc chọc cho mùi bờ nắng hay việc chỗ chiết á ngăn tay mà đồ lấy thử chạm với chỗ cái chén đi thầy vô hẹn vô bờ chỉnh rồi tới tụng bờ nắng linh ngày cào chiết quạt thả đồng pê na thế này miền ấy lồi để ta cái bờ anh ăn cà lo thông về đừng anh ấy bờ thịt muối nè này à nâng chăm đã chăn tì cho không nâng à cái lò nâng rồi hoặc lò nâng thông mà đi à nút nút lò muốn nút lò tu chi nâng ta nào bà này cái lò pasta ôi bố bơ khăn bây tơ chăn tì hột nhưng vợ khổ mừng ôi da hột tia đấy chăn tì hột tia đấy ba này bạn hỏi hay nên bà sân giờ viên phiệp sầm náo với ăn chia bàn là lấy nước to với chẹt sập nó phải sập chẹt sập ấy mà chạy cho lò hay bờ ní dân ăn tục với không lò đập bay bà sân chia trăng linh sẽ đại đây trăng linh chăn tì ấy ăn phẩm bờ đại nừng lấy pha khi còn hẹp chừng lấy tục với cho lò bạn ơi bớt tục linh sẽ đại đây linh chăn tì tục mùi lại chăn đi mà bơ chăn tì để kêu man linh cho mùi bớt á nơi pe là khơi thao với trẻ hào nắng nơi pe nắng dương ai đặt với châu cả lỗ muôn linh chăn tì nít kêu mặt đằng sọ do chăn tì trên bị chu cọ nắng hay tục là khéo nắng á do trên màu nắng hay nhom than trăng áng nhom ăn ỏi có than nổ quật trăng linh hay quạt phẹp tạt tới chứ, tại sao quạt cho du ban này đầu bên chân tới quạt ao nhom linh hay quạt, hay quạt ban prapi đầu biệp bên chân đầu bên nhom linh tới, muốn bố nhom hiền tester đấy là sao khi mà đằng pi đầu biệp đằng không nỉ lò này, ngồi miền triệt thấy xuôi sập, hay thua thì bạn đấy nhom tha chăn tì năng nguyệt khâu gì, nên chăn tì bận to pi linh hói hay phụ mới hói cứ thật xuôi ngang mỏng. Xui hai miền chia tiệt nhóm xôm ở con bong bồn tràn na để bàn tam đán vì rồi một nhóm tăng bị đam thổi đỏ chạp hai sản phẩm thá được mặt chùa bong bồn đồng tiết này không bị đổ thứ ngay cả rồi ok chấm điệp lia sốc sốc bay chẳng ngọt kia bye bye